Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Thắng, 50 tuổi, ở ấp 8 xã Thế Bình, huyện Thế Bình, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi sát hại người, theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 40 phút ngày 4 tháng 4, ông Vũ Văn Thắng đến nhà tìm hàng xóm là ông HNT, 53 tuổi, để nói chuyện. Khi Vũ Văn Thắng đến nhà của ông T, Thắng gọi nhưng ông T không trả lời, mà bà LTH, 42 tuổi, vợ ông T đi ra. Khi bà Hát hỏi Vũ Văn Thắng kiếm chồng bà làm gì, thì Thắng nói, kêu ông T ra nói chuyện. Sau đó bà Hát nói chồng bà đang ăn cơm, có gì thì chịu hãy quay trở lại. Cùng lúc này, chồng bà Hát đi ra cũng nói với ông Thắng là giữa ta với mày không có chuyện gì để nói. Ngay sau đó, Vũ Văn Thắng bất ngờ xông vào dùng hung khí chuẩn bị từ trước, đâm vào vòng ngực bà Hát rồi bỏ chạy về nhà. Ngay lập tức gia đình đã đưa bà Hát đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình, nhưng đến 12 giờ 30 phút cùng ngày thì người phụ nữ này đã tử vong do vết thương quá nặng. Hiện tại, Công an huyện Thới Bình đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau xác minh xử lý vụ việc. Thuê xe ôm với mục đích để cướp tài sản, một người đàn ông ở Thái Bình đã dùng búa tác động mạnh vào đầu lái xe rồi cướp chiếc xe máy và 500.000 đồng của nạn nhân. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Phạm Văn Diện, sinh năm 1984, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình, về tội giết người cướp tài sản quy định tài khoản 1, điều 123 và khoản 2, điều 168 Bộ Luật Hình Sự. Diện chính là người đã dùng búa tác động mạnh, làm vỡ xương sọ lái xe ôm rồi cướp tài sản của nạn nhân ở Thái Bình. Cụ thể, cơ quan truy tố cáo buộc, sáng ngày 10 tháng 6 năm 2023, Phạm Văn Diện mang theo một chiếc búa, loại búa dài 30,6cm, trong đó chiều dài cán 26,5cm, phần đầu làm bằng kim loại kích thước 4,1 x 4,1 x 10,5cm, thuê ông Nguyễn Xuân Hương, sinh năm 1963, Trú tại tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, chở xe ôm với mục đích đến đoạn đường vắng để cướp xe mô tô. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Phạm Văn Diện đi đến khu vực cầu Thẩm trên quốc lộ 10 thuộc thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, bắt xe ôm của ông Nguyễn Xuân Hương với mục đích đi lòng vòng tìm thời cơ thực hiện hành vi cướp tài sản của ông Hương. Ông Hương điều khiển xe máy Honda Wave S 110 mang biển kiểm soát 17B123470 đi theo yêu cầu của Diện đến khu vực đường đê sông Hồng thuộc địa phận xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, quan sát thấy đường vắng người, Diện yêu cầu ông Hương dừng xe để đi vệ sinh. Khi xuống xe, Diện cầm chiếc bố thủ sẵn trên tay phải, đi đến phía sau lưng ông Hương, dùng bố tác động mạnh liên tiếp hai nhát trúng vị trí sau đầu, sát gáy ông Hương, khiến đầu nạn nhân chảy nhiều máu, ngã ra đất và ngất đi. Sau khi ông Hương bị ngã xuống đường và bị ngất, Diện đã chiếm đoạt của ông Hương chiếc xe mô tô trị giá 7 triệu đồng và số tiền 500.000 đồng trong ví để ở cốp xe. Ông Hương do mất quá nhiều máu, với thương nặng nên ngất choáng, được người dân đi qua đường đê phát hiện gọi báo chính quyền và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Thái Bình. Ông Hương được đi đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Vũ Thư đã nhanh chóng tổ chức các mũi trinh sát khẩn trương truy vết truy lùng thủ phạm. Chỉ hơn một giờ sau đó, các lực lượng công an huyện Vũ Thư đã bắt giữ được Phạm Văn Diện, thu hồi tài sản cũng như khung khí gây án. Tại phiên sơ thẩm, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại tòa, hội đồng xét xử quyết định tuyên Phạm Văn Diện phạm tội giết người cướp tài sản. Về hình phạt, tòa sơ thẩm quyết định phạt bị cáo diện 13 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt đối với diện là 20 năm tù. Theo viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thi hành bản án số 84 ngày 19 tháng 6 năm 2021 và thông báo sửa chữa bổ sung bản án số 40 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Cục thi hành án dân sự thành phố đã ra quyết định thi hành án số 777 ngày 6 tháng 8 năm 2021 đối với ông Ngô Văn Phát, hộ khẩu tại số 60 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, nơi cư trú tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, phải thi hành các khoản 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, phạt tiền 50 triệu đồng để sung vào ngân sách nhà nước, số tiền thu lợi bất chính là hơn 135 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì cơ biên đối với tài sản là thửa đất số 07 13 a 08 13 a và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận số BN827669 ngày mùng 10 tháng 3 năm 2014, số CB238457 ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Hải An tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An, theo lệnh kê biên tài sản số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2021 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Đây là một trong số các vụ việc mà Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức thi hành án với số tiền phải thi hành án rất lớn. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ra quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 26 ngày 26 tháng 8 năm 2021 và tiến hành kê biên, xử lý tài sản tạm giữ là 3 điện thoại di động vơ tù, thu được số tiền hơn 2,3 tỷ đồng để thi hành khoản tiền thu lợi bất chính của ông Ngô Văn Phát. Quá trình tổ chức thi hành án, dưới sự thuyết phục của cơ quan thi hành án và viện kiểm sát, gia đình ông Ngô Văn Phát đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và các khoản tiền phạt theo đúng bản án và quyết định thi hành án. Do đó, ngày 2 tháng 4, tại thửa đất số 07-13A, 08-13A, số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An. Cục thi hành án dân sự phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cùng đại diện chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản giải tỏa cây biên tài sản của ông Ngô Văn Phát, đồng thời cũng tiến hành bàn giao toàn bộ quyền sử dụng đất, 2.280 m2 đất và tài sản gắn liền với đất là một căn biệt thự tại thửa đất nêu trên cho ông Ngô Văn Phát và đại diện theo ủy quyền. Trước đó, tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đưa vụ án Ngô Văn Phát tức Phát Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng Dầu Phát, cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp ma để bán 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền lên đến hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của nhà nước ra xét xử. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù cho tội mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, bị cáo Phát còn phải nộp hơn 161 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra, ông Ngô Văn Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trước khi bị bắt khởi tố bắt giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, ông Ngô Văn Phát khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ huyện Hưng Hà để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Các bị can gồm Nguyễn Tiên Phong, sinh năm 1975, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hưng Hà, Trần Thị Hải, sinh năm 1977, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Hưng Hà. Nguyễn Anh Hoàn, sinh năm 1979, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà. Trần Đức Quang, sinh năm 1984, lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà, đều trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Năm 2019 và năm 2020, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa nước, chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 6.494,9 m2 đất giao trái thẩm quyền không đúng đối tượng sử dụng. Các hành vi trên đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 272 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can còn tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng sử dụng đối với 2.880,2m2 đất giao trái thẩm quyền gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Diện tích đất trên sau đó được tách thành 30 thửa giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhiều lần cho nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. Liên quan đến vụ án này, trước đó Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, ngày 27 tháng 2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 cán bộ xã Hồng An, huyện Hưng Hà về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo khoản 2, điều 357 Bộ luật hình sự. Trong đó có Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An, Đường Khắc Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An, Trần Hữu Dũng cùng Bí thư chi bộ, trưởng thôn, nguyên phó thôn Bắc Sơn xã Hồng An. Quá trình điều tra xác định Năm 2018, các đối tượng trên đã vượt quá quyền hạn được giao chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền trên 221 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 5 tháng 4, một nguồn tin xác nhận, ông HPT, 42 tuổi, chú huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã có gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này để xin khai thác vật quý. Theo trình bày của ông Tê, ông tổ của ông đã phát hiện quân đội Nhật trôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới dòng sông Cà Ti, đoạn qua thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn, hiện thông tin về kho báu truyền đến đời ông T và chỉ ông biết được địa điểm. Do đó, nếu được chính quyền tỉnh Bình Thuận cho phép, Ông Tê dự kiến sẽ phối hợp với các đối tác để khai thác kho báu. Ông Tê cam kết trong đơn, tôi xin cam kết nếu được cho phép khai thác, tôi xin ký quỹ khắc phục môi trường tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tê còn xin nhận lại 30% tổng tài sản thu được từ kho báu, 70% còn lại sẽ bàn giao cho kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Để an toàn trong việc khai thác, ông Tê cần 10 cán bộ công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được đồng thời đưa tài sản thu được về kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Liên quan vụ việc này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết căn cứ Nghị định số 96-2009-NDCP của Chính phủ, Sở đề nghị ông T phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, chứng minh về nơi trôn giấu vật quý, tổ chức lập phương án thăm dò nơi trôn giấu kho báu, ký quỹ cam kết khắc phục môi trường. Cụ thể, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi nhận được văn bản, Sở đã đề nghị ông Tê phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh chứng minh về nơi trôn giấu kho báu, tổ chức lập phương án thăm dò, ký quỹ cam kết khắc phục môi trường. Theo ông Nhân, sau khi ông Tê bảo đảm được các điều kiện trên, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét, phê duyệt phương án thăm dò theo quy định. Tuy nhiên, đến nay ông Tê chưa cung cấp được tài liệu gì để chứng minh kho báu đã nêu. Chiều ngày 5 tháng 4, ông Hồ Hoàng Hùng, Bố của nữ sinh lớp 12 thiệt mạng thương tâm vì tai nạn giao thông ở Ninh Thuận cho biết, gia đình vừa nhận giấy triệu tập của tòa án quân sự quân khu 5 về việc mở lại phiên tòa phúc thẩm xử Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986, cựu thiếu tá quân đội, bị truy tố tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phiên xử phúc thẩm sẽ mở lại lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 4 tại tòa án quân sự quân khu 5 thành phố Đà Nẵng. Trước đó ngày 12 tháng 3 ông Hùng nhận được thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm do đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 5 bận công tác đột xuất. Vụ án quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 tại Ninh Thuận đã được Tòa án Quân sự khu vực 2, quân khu 5 đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2023 tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt cựu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình ông Hùng 254 triệu đồng cho rằng bản án sơ thẩm chưa mang tính gian đe, mức bồi thường chưa phù hợp và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Gia đình nữ sinh ở Ninh Thuận đã gửi đơn kháng cáo đến Tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5. Theo đơn kháng cáo của ông Hồ Hoàng Hùng, gia đình ông không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm vì cho rằng bản án đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo. Hình phạt bản án sơ thẩm không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo chưa mang tính gian đe, cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giáo dục chuẩn mực đạo đức xã hội nhằm gian đe phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho rằng mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp. Đơn kháng cáo nêu sau khi nhận được kết luận điều tra và quyết định đình chỉ vụ án khai báo gian dối, đình chỉ bị can đối với ông Phạm Văn Võ, 50 tuổi, chú Minh và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, vợ Minh. Bố nạn nhân đã khiếu nại các quyết định này đến Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2, quân chủng phòng không không quân, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày mùng 5 tháng 12, các khiếu nại và đề nghị không được chấp nhận. Theo đơn kháng cáo, ông Hùng cho rằng việc đình chỉ không phù hợp dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với vai trò đồng phạm. Đơn kháng cáo nêu, trong quá trình điều tra, truy tố, tôi đã kiến nghị trích xuất dữ liệu cuộc gọi của Hoàng Văn Minh, Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ, Vũ Thị Hải Yến để xem xét vấn đề đồng phạm trong tội, khai báo gian dối và tại phiên tòa cũng chưa được xem xét. Hồi cuối tháng 1 năm 2024, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin kèm video, một bà lão được cho là người vô gia cư giả, chuyên đi nhặt ve chai và giả khổ để nhận quà từ thiện từ các nhà hảo tâm. Thế nhưng thực tế, bà lão này có nhà biệt thự cổ trị giá hàng chục tỷ đồng ở trên phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thông tin trên ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với việc làm của bà nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm vì bà đã tuổi cao sức yếu phải đi nhặt ve chai, xin đồ từ thiện để sống qua ngày. Theo tìm hiểu, bà lão được nhắc đến trong câu chuyện trên, tên là Nguyễn Thị Kim Phượng, 85 tuổi, sinh sống tại ngôi nhà biệt thự Pháp Cổ, ở địa chỉ số 63 phố Tô Hiến Thành, giá trị hàng chục tỷ đồng. Ngôi nhà này có 3 hộ gia đình sinh sống, bà Phượng có hộ khẩu ở tầng 1, còn tầng 2, 3 là của gia đình khác. Câu chuyện về bà lão này những tháng ngày qua vẫn được dư luận quan tâm. Nhiều người vẫn thường xuyên qua nhà bà Phượng để xem tình hình bà ăn ở thế nào. Thế nhưng từ cuối tháng 3 năm 2024 cho tới nay, nhiều người bất ngờ vì không thấy bà Phượng trở về nhà nữa. Ngày 5 tháng 4, một cán bộ thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội 1, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, cụ bà Nguyễn Thị Kim Phượng 85 tuổi, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đã được đưa vào tập trung tại trung tâm từ cuối tháng 3. Lý do bà lão được đưa vào trung tâm là do bà đi lang thang xin ăn xin tiền trên đường phố. Vì này thông tin, cụ bà nói là đi nhặt rác, nhưng trên thực tế là ngồi tại điểm đèn giao thông ở các ngã tư rồi xin ăn xin tiền của người dân. Theo quyết định 2252 trên quy đề UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người có hành vi xin ăn xin tiền, bao gồm người đi cùng sẽ được đưa đến các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố để chăm sóc nuôi dưỡng, chờ đưa về nơi cư trú hoặc nuôi dưỡng lâu dài đối với người chưa xác định được nơi cư trú. Đội khảo sát của Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 đã phát hiện bà Phượng xin tiền trên phố từ cuối tháng 3 nên đã quay phim chụp ảnh rồi tập trung bà về trung tâm. Theo hướng dẫn số 2320 về việc thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội, trung tâm sẽ chăm sóc quản lý bà Phượng trong vòng 3 tháng. Cán bộ trung tâm nói, chúng tôi đã thông báo với gia đình và chính quyền địa phương, nơi bà cư trú để chuẩn bị điều kiện cho cụ tái hòa nhập cộng đồng sau 3 tháng. Chính quyền phường Lê Đại Hành cũng xác nhận bà Phượng đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Phường đã kết hợp tổ dân phố xuống nhà dọn dẹp và thu gom rác thải giúp bà. Mới đây, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vũ Yên cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Tường về tội sát hại người. Tường chính là người đã dùng xăng đốt mẹ ruột. Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, sau khi đi nhậu cùng với bạn, Tường trở về ngôi nhà ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, thì xảy ra cãi nhau với mẹ ruột là bà Lê Thị Hằng, 57 tuổi, sau đó, Tường đi bộ đến nhà của một người dân ở cùng thôn để mua 1,5 lít xăng đựng trong 3 chai thủy tinh để đổ vào xe máy. Sau khi mua xăng trở về nhà, trong lúc đang đổ xăng vào xe, Tường và bà Hằng tiếp tục cãi nhau. Lúc này đối tượng tức giận cầm chai xăng tạt vào người mẹ, bà Hằng bỏ chạy thì bị Tường đuổi theo, cầm chai xăng tiếp tục tạt vào người rồi kéo về lại cổng nhà rồi lấy bật lửa đốt làm mẹ ruột cháy và bỏng nặng. Bà Hằng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỷ lệ thương tích của bà Hằng là 42%, bỏng nhiệt ở vùng ngực, bụng, lưng, mặt, cổ. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Sau khi đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, hiện bà Hằng đã được người thân chuyển tiếp vào bệnh viện chợ rẫy để tiếp tục điều trị. Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Thị Hường, trưởng thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa cho biết, Do gia cảnh bà Hằng rất khó khăn nên sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền và người dân địa phương đã vận động quyên góp hơn 40 triệu đồng để hỗ trợ cho nạn nhân điều trị thương tích. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác thêm một cán bộ điều tra để làm rõ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình tạm trú thành phố Biên Hòa Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành theo giấy triệu tập. Cụ thể, công an tỉnh Đồng Nai đã ra đình chỉ công tác đối với cán bộ điều tra Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Long Thành. Hiện cán bộ Lưu Quang Trung được điều chuyển công tác về phòng cảnh sát cơ động PK02, công an tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến sự việc này, trước đó công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, Cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người ký giấy triệu tập anh Vũ Minh Đức. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để làm rõ vụ việc anh Vũ Minh Đức tử vong. Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân Đức cho biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai cũng chưa làm việc với gia đình. Hiện gia đình cũng đã tiếp tục gửi đơn lên cơ quan có chức năng để làm rõ vụ việc. Như đã đưa tin, liên quan đến vụ việc trên, theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Trước đó, ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng. Anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra, đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện trợ rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt đối tượng Đinh Yô, thường gọi là Đinh A Ajo, 35 tuổi, trú làng Prư, xã Chơ Gò Long, huyện Công Chơ Rô, Gia Lai, để điều tra về hành vi cưỡng bức sát hại người. Thông tin ban đầu khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 3, sau khi nhậu, Đinh Io đi bộ đến khu vực rẫy mì thuộc thôn Năm, xã Bờ Tó, huyện Iapa, Gia Lai. Thấy chị DA 46 tuổi đang đứng tại trò rẫy, ô nhặt cái thước gỗ tác động mạnh vào đầu, đe dọa cưỡng bức nạn nhân. Vì quá sợ hãi, chị DA chạy ra khỏi trò rẫy là lớn. Tuy nhiên, địa điểm mà nạn nhân bị tấn công cách xa khu vực dân cư, vắng người qua lại nên không ai biết để ứng cứu. Thấy vậy, Đinh Io đuổi theo dùng thớt ra tay tán nhiều cái vào đầu, dùng dây thần tác động vào cổ làm nạn nhân tử vong sau khi gây án đối tượng đã rời khỏi hiện trường lẫn trốn tại nhiều huyện thị trên địa bàn tỉnh nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị công an địa phương tích cực điều tra truy xét bắt giữ đối tượng gây án bằng việc triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ Đến 12 giờ ngày 3 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ Đinh y khi đang lẫn trốn tại khu vực ngã ba cây xoài thuộc vườn Cheo Reo, thị xã Achunpa, tỉnh Gia Lai. Với thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án chiều 4 tháng 4, lãnh đạo công an tỉnh đã thưởng nóng cho phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự, công an huyện Iapa, công an huyện Krong số tiền 10 triệu đồng. Vụ án do đối tượng Đinh Io gây ra xảy ra tại trò rẫy xa khu dân cư vắng người qua lại đã gây lo sợ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Bờ Tó, huyện Ia Bởi vậy, đại tá Dương Văn Long, phó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực điều tra truy xét, đã bắt giữ được đối tượng. Điều này đã trấn an tinh thần của người dân trên địa bàn. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an thành phố Đồng xoài. Công an các huyện Đồng Phú, Phú Riềng truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra. Riêng đối tượng Lê Minh Công, sinh năm 2000, quê quán xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thường trú thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước là người có liên quan, lợi dụng khu vực hiện trường có địa hình cây cối rậm rạp đã lẩn trốn. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây truy tìm đối tượng Lê Minh Công. Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đề nghị thân nhân đối tượng Lê Minh Công vận động và đưa đối tượng ra trình diện sớm để làm việc. Mọi người dân, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Lê Minh Công thì cung cấp cho cơ quan công an tỉnh qua số điện thoại 0918 446 911 gặp đồng chí Hòa. Thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật và có phần thưởng cho những thông tin có giá trị bắt giữ được đối tượng. Mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng Lê Minh Công của cá nhân, tổ chức đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Hàng chục học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Nha Trang Khánh Hòa có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói, phải đưa vào bệnh viện thăm khám, điều trị. Cụ thể, khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên, nhiều học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói, sau đó, giáo viên báo cáo sự việc cho lãnh đạo nhà trường, liên hệ xe cấp cứu đưa hàng loạt em cùng triệu chứng nói trên đến bệnh viện. Hiện tại, 12 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường đã được đưa tới bệnh viện, trong đó một nữ sinh lớp 5 được xác định tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trường hợp tử vong là nữ sinh DNBT. Sáng nay, em T đang trong tiết học thì có triệu chứng mệt mỏi. Ngay sau đó, giáo viên nhà trường gọi xe cấp cứu đưa em T đi bệnh viện. Tuy nhiên, em T tử vong trên đường đi. Sau khi em MT tử vong, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh tử vong do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà. Đến hơn 10 giờ sáng nay, rất nhiều phụ huynh khi nghe tin đã đến cổng trường tiểu học Vĩnh Trường để đón con. Cùng thời điểm trên, có hàng chục học sinh trường trung học cơ sở Trần Hương Đạo cũng đã có triệu chứng tương tự, được chuyển vào bệnh viện tâm trí. Nguồn tin chia sẻ với phóng viên cho biết rằng, hai điểm trường này đều nằm trên một tuyến đường ở phường Vĩnh Trường, trường tiểu học Vĩnh Trường tổ chức nấu bán chú, song các em chưa dùng bữa sáng còn trường trung học cơ sở không thực hiện bán chú. Sáng nay, các học sinh có dùng thức ăn với thực đơn gồm cơm gà xé, bánh mì gà xé và các món ăn khác của các hộ kinh doanh bên ngoài trường bán trên vỉa hè. Thời điểm học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi là khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Sau sự việc, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang đã tới hai trường trên cùng bệnh viện để làm việc, tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, công an cũng vào cuộc làm việc với những người liên quan, các cơ sở bán thức ăn để điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang điều tra xác minh nguyên nhân khiến học sinh lớp 5 tử vong để làm rõ thông tin. Công an thành phố Nha Trang, dân quân địa phương cũng có mặt để bảo đảm an ninh trật tự. Công an đang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường cùng các đơn vị liên quan xác minh, lấy lời khai ban đầu một số cơ sở thức ăn nhanh tại phường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong vòng một tháng trở lại đây, thành phố Nha Trang xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơm gà, hơn 360 người phải nhập viện. Mới đây, 10 học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi nhập viện sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường. Trong phiên tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án Nguyễn Phương Hằng 53 tuổi, tẩm giám đốc công ty cổ phần Đài Nam và 4 đồng phạm do xúc phạm danh dự của 10 người, cho rằng mức án 3 năm tù là quá cao nhưng bị cáo Nguyễn vương Hằng đã không kháng cáo. Bất ngờ hơn, Tại phiên phúc thẩm, dù không thuộc diện xét giảm án, bị cáo vẫn được tòa chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên giảm 3 tháng tù. Với hành vi lăng mạ phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Anh, bà Đặng Thị Hằng Ni, ca sĩ Đà Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã phải trả giá bằng 3 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm tháng 9 năm 2023. Bị cáo Hằng khai, Lúc đầu không nhận thức được vi phạm vì bị cáo đã live stream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì. Tới khi bị bắt, bị cáo mới biết mình đã vi phạm an ninh mạng. Về lý do lăng mạ các cá nhân trên, bị cáo Hằng cho rằng do bị kích động khi hàng trăm người công kích bị cáo nên thấy bức xúc. Tại phiên tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Viu Anh không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu bị cáo xin lỗi công khai tại tòa. Bị cáo Hằng đã từ chối yêu cầu trên và nói, một lời xin lỗi không phải là vấn đề, bị cáo nhận thấy bị cáo bị tấn công trước chứ bị cáo không chủ động đi tấn công ai cả, bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi. Khi bị tuyên án 3 năm tù bà Hằng tỏ ra mất bình tĩnh và suy sụp, tưởng rằng bà này sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không, bà chấp nhận mức án mà tòa tuyên và nhanh chóng đi thi hành án. Trong khi đó, các đồng phạm là Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo chủ tọa trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Phương Hằng là chủ mưu, bị cáo Quân là người có trình độ học vấn, am hiểu pháp luật nhưng đã tham gia hành vi phạm tội, tiếp thêm ý chí cho hàng vi phạm. Ba bị cáo còn lại có vai trò giúp sức nhưng hạn chế hơn. Các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến môi trường an ninh mạng, gây ra những hệ lụy xấu. Vị chủ tọa cũng cho rằng các bị cáo tham gia với vai trò khác nhau, tòa cấp sơ thẩm đã xác định vai trò của từng bị cáo và phạt tù phù hợp với sai phạm của các bị cáo. Khi xét xử cấp sơ thẩm, bị cáo quân đã cung cấp giấy nộp 5 triệu đồng tiền bồi thường, thi hành án. Tại phiên tòa lần này, bị cáo quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tỏ ra ăn năn hối hận, cung cấp thêm chứng cứ gia đình có công với cách mạng. Ba bị cáo, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, mỗi người nộp 2,5 triệu đồng để khắc phục tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Ba bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nơi làm việc cũng có đơn đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Đây được xem là tình tiết mới, chủ tòa nói. Đối với Nguyễn Phương Hằng, mặc dù không kháng cáo, nhưng tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo tỏ ra hối hận, đã nộp tiền bồi thường tổn thất tinh thần, án phí. Vì vậy, hội đồng xét xử giảm nhà hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bốn bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Anh Quân mong hội đồng xét xử xem xét theo nguyện vọng của bị cáo trong đơn kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi mong hội đồng xét xử xem xét vì những việc làm trước đây không cố ý, không hại, không làm ảnh hưởng đến ai, bị cáo chỉ là người làm công ăn lương để kiếm tiền lo cho gia đình. Đến nay, bị cáo ý thức được việc làm là vi phạm pháp luật, xin hội đồng xét xử khoan hồng để bị cáo có thể tại ngoại chăm sóc hai con nhỏ. Còn bị cáo Lê Thị Thu Hà xin hội đồng xét xử xem lại tội danh và giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được hưởng án treo, ở nhà chăm lo cho con vì bị cáo là mẹ đơn thân. Bị cáo Huỳnh Công Tân mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo được hưởng án treo. Theo Tân, anh trai của bị cáo mới mất, hoàn cảnh gia đình đột ngột thay đổi, vì thế mong được nhận sự khoan hồng. Bị cáo Tân nói nếu bị cáo được trao cơ hội ở ngoài thì những điều bị cáo làm cho cộng đồng sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc giam bị cáo trong tù.